2 giờ sáng chỉ còn anh và em thức. Đang story chỉ duy nhất hai người xem. Em ngại đến nơi đông người và chen chúc. Cả thế giới như xuất hiện hai người điên. Vì em không muốn tình yêu mập mờ. Muốn khi đi chơi không phải thập thò. Muốn mình công khai mỗi khi gặp gỡ. Khoe với bạn bè điện mình đang gặp kè. Muốn khi tan ca bật Netflix và xem em. Muốn người được tag trên Facebook là em. Cả trong comment của fan chỉ được em là Drake. Là người được anh inbox còn người khác là xin. Vì thế anh là hình mẫu của những gã xung quanh em. Nên mình sẽ không thể tránh những ánh mắt khi ghen ghét. Họ xem anh là người xấu từ cô gái chứ anh quen. Mặc dù họ chưa bao giờ sống được ngày nào cho anh hết. Anh muốn bữa cơm nấu tại ngang bếp. Không phải cơm hộp đóng chiếc căng tin. Nhìn em từ đằng sau tập dạy khăn xếp. Nhẹ lofi và đèn đom đóm nệm ấm chăn êm. Vì ai cũng từng là con nít muốn được nhanh lớn. Trong mắt người lớn tuổi thì mình là ranh con. Đến cái tuổi mà muốn có người tên ca cho anh đón. Là lúc em thấy con đường về nhà em chẳng muốn nhanh hơn. Chỉ ước thời gian kia ngừng trôi đi. Thành ác quỷ trước khi biết lòng tin mình chẳng đặt sai. Ai cũng sẽ là người xấu trong chuyện người khác kể. Mặc dù người cũ đã tát em một bạt tai. Nên em muốn tìm được người để em say cùng bia. Như là món ưa thích mà em vẫn hay dùng khuya. Là người cùng em uống khi say cả hai cùng về. Nghe em kể với đồng nghiệp mà em ghét hay cùng phe. Em sợ phải thức giấc khi ngủ lúc nửa đêm. Em sợ phải thấy khói khi không có lửa. Nên những người bỏ có tiền, có nhà và có cửa, nhưng họ không thể mua được cái gật đầu của em. Sợ lộ vào tình yêu nhắc em nhớ được chủ quen. Đắm say vì ngọt ngào mà ngày nào em ngủ quên. Nếm đắng cái ngọt bùi vì tình yêu trong thù oán. Những người em yêu mù quáng em chẳng còn nhớ đủ tên. Anh muốn bữa cơm nấu tại ngăn bếp. Không phải cơm hộp đóng chiếc căng tin. Nhìn em từ đằng sau tập dạy khăn xếp. Nhẹ lofi và đèn đom đóm nệm ấm chăn êm. Vì ai cũng từng là con nít muốn được nhanh lớn. Trong mắt người lớn tuổi thì mình là ranh con. Đến cái tuổi mà muốn có người ta ca chờ anh đón. Là lúc em thấy con đường về nhà em chẳng muốn nhanh hơn. Em muốn rất muốn được cùng anh. Xong trai đưa nhau đi vòng quanh. Em sẽ nấu bữa cơm chiều. Và ta gác đi nơi ưu phiền. Ngày mai ngày kia mình sống chung. Làm sao để thôi mình nhớ nhung. Chỉ cần nhìn anh bên dưới hiên nhà. Là bao hình nghe sẽ xóa. Thank you.